chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Và không biết rằng các bạn có còn nhớ về một chiếc màn hình siêu phẩm được chúng mình đánh giá là màn hình tốt nhất dành cho đồ họa vào năm 2020 mang tên là Broad BA278QV không? Và tại thời điểm đó thì theo như chúng mình đánh giá thì bạn đấy có chất lượng cũng như là màu sắc hiển thị tốt nhất. Thế nhưng mà các bạn ơi, bây giờ là 2021 rồi và Asus thì tiếp tục cho ra những cái chiếc những sản phẩm mới của mình và nâng cấp hơn với chiếc Broad năm nay thì có tên là BA279CV đang có mặt ngay cạnh bên mình đây. Và theo nhà sản xuất thì đây là một chiếc màn hình có độ phân giải lên tới là 4K. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, ngay bây giờ thì các bạn hãy cùng với mình đi khám phá màn hình này nhé. Của mình là BA278QV thì nay BA279CV cũng đã có một chút nho nhỏ thay đổi về mặt thiết kế cũng như là cấu hình bên trong. Thế nhưng mà đầu tiên thì mình cùng với các bạn sẽ đi đánh giá tổng quan về cái thiết kế bên ngoài trước. Thì điều đầu tiên, kể cả từ trước đây mình nhận chiếc BA278QV hay là cho đến thời điểm này nhận chiếc BA279CV thì cái mà mình ấn tượng nhất đó vẫn chính là cái chân đế màn hình như thế này. Bởi lẽ là nó rất là to nặng này, rồi còn bành trướng nữa, rất là chiếm diện tích trên cái không gian bàn làm việc của chúng ta. Mà cơ bản là cái màn hình này cũng chỉ có 27 inch thôi, nó không quá to để chúng ta cần thiết phải sử dụng một cái chân đế như thế này thì để thêm cái phần chắc chắn cho màn hình. Nên là nói chung nếu như bạn nào mà sở hữu chiếc màn hình này thì mình nghĩ rằng là đôi khi vui rảnh rảnh thì tháo màn ra lấy cái chân đế này tập đạ cũng được đấy. Và vẫn ở cái phần chân đế này thì nay đã được lược bỏ đi cái phần lỗ hổng để anh em có thể đi dây ra sau. Thì thay vào đó thì chúng ta có các cái để gài dây kết nối này. Theo như mình thấy thì mình vẫn thích cái lỗ hổng kia hơn, còn anh em luồn dây ra sau sẽ gọn gàng và dễ dàng hơn chứ. Thay vì là giờ anh em sẽ phải cuốn một ít dây vào chân đế và cài dây vào đây. Và còn một vấn đề nữa mình vẫn muốn nói đến chiếc chân đế này, đó chính là như các bạn thì có thể nhìn thấy ở đây thì rất là to nào chắc nịch như thế này. Nhưng khi mà chúng ta sờ vào màn hình này, đó, mọi người có thể cảm nhận rõ được cái sự rung lắc đúng không? Nhưng mà cái này thì không phải là lỗi do bạn này không chắc chắn, mà là do cái phần kết nối đằng sau này của chúng ta không được ok cho lắm. Thế nên là mới tạo nên cái sự rung lắc nhiều như thế này. Nên là nếu như bạn nào mà có muốn sở hữu một chiếc màn hình Broad BA279CV thì mình nghĩ là các bạn sẽ nên mua thêm một cái chân đế VESA. Đây, một cái chân đế VESA như thế này để các bạn có thể kết nối màn hình kẹp vào bàn, tiết kiệm diện tích hơn rất là nhiều so với việc chúng ta để một cái màn hình to tráng ảnh như thế này trên bàn. Bởi lẽ mình biết rằng là bây giờ không gian làm việc ở tại nhà hay là văn phòng của chúng ta thì cũng cái bàn làm việc không quá to, maybe là sẽ khoảng từ 1m rưỡi cho 1m8 thôi. Mà nếu như bạn nào muốn khoe cây máy tính đẹp đẽ lên bên cạnh này nữa thì chắc hẳn là cái bàn làm việc của chúng ta đã bị chiếm toàn bộ bởi bộ PC này rồi. Nên là mình nghĩ rằng các bạn có thể nên đầu tư thêm một cái chân như thế này, sẽ tiết kiệm diện tích hơn rất là nhiều và di chuyển cũng thoải mái. Nhưng mà tuy nhiên nếu như bạn nào không muốn đầu tư thì cũng yên tâm về cái độ chắc chắn của bạn màn hình, của cái chân đế màn hình này. Bởi lẽ là chúng ta vẫn có thể dễ dàng di chuyển lên này, xuống này. Rồi, ôi, mình hơi quay lưng lại một chút các bạn, thông cảm nhá. Đấy, lên này, xong rồi quay trái này, quay phải, rất là dễ dàng có thể tùy chỉnh để các bạn phù hợp với lại thứ nhất là chiều cao của mình, cái thứ hai là cái bàn mà các bạn làm việc như thế nào, nên là cũng không quá phải lo lắng về vấn đề đấy nhá. Tiếp theo là đến phần màn hình thì ở đây chúng ta đã được thiết kế tràn viền rồi, nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng vẫn hơi dày một chút. Nhưng mà không sao, ưu điểm của chiếc màn hình Broad BA279CV này thì nó sẽ phù hợp với lại công việc thiết kế đồ họa hơn. Thế nên là cái điểm ưu điểm ở đây mình muốn nói đến đó chính là các cái cổng kết nối ở phía đằng sau này của chúng ta được trang bị rất là đầy đủ. Ở đây của chúng ta thì sẽ bao gồm có là hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort, có dây cắm tai nghe 3.5mm, 4 cổng USB và điểm cộng lớn nhất dành cho Broad mình thấy đó là được trang bị cổng USB Type-C cũng như là sạc nhanh Power Delivery lên tới là 65W cho các bạn sử dụng thiết bị di động hay là laptop mà cần sạc nhanh luôn trên màn hình như thế này. Và đồng thời thì đấy thì cũng là chính là cổng xuất hình luôn.
Và đặc biệt là với anh em nào đang sở hữu MacBook khi mà chỉ có các cái đầu kết nối Type-C thôi mà muốn mở rộng hơn cái không gian làm việc của mình thì mình nghĩ chắc chắn là chiếc BA279CV này rất phù hợp rồi. Nói chung là rất tiện lợi dành cho anh em nào là fan của Mac nhá. Còn một điểm, nói chung là mình thấy trước đây thì mình cũng đã có review màn hình và mình bảo đấy là ưu điểm, nhưng mà nay sau một cái quá trình sử dụng đủ dài thì mình cảm thấy là cái phần các nút setting ở đây này, đấy, đây thì bây giờ mình lại thấy nó là cái nhược điểm. Bởi lẽ là với những cái nút setting được cài đặt nhiều như thế này trên màn hình thì các bạn, cái việc mà điều chỉnh nó sẽ không tiện lợi bằng việc là có một nút, có một cái joystick ở đây. Chúng ta có thể điều chỉnh đa tất cả các cái chức năng luôn. Thì mình nghĩ rằng là nếu như trong thời gian tới mà nhà sản xuất nâng cấp sản phẩm này hơn thì mình hy vọng rằng sẽ thay tất cả các những nút setting ở trên màn hình như thế này bằng một nút joystick cơ bản, đơn giản mà thôi. Và nãy giờ là tất cả những đánh giá của mình về phần tổng quan bên ngoài của chiếc Bora BA279CV rồi. Bây giờ thì hãy cùng mình đi xem sâu hơn về cái phần cấu hình bên trong để biết tại sao đây là một chiếc màn hình xứng đáng dành cho các anh em thiết kế đồ họa. Thì thay vì mình sẽ show những cái thông tin mà nhà sản xuất có đưa ra về chiếc màn hình này trên mạng có rất nhiều rồi, thì ngay bây giờ mình sẽ show cho các bạn về cái phần test mà mình đã trải nghiệm với em màn hình này thông qua chiếc Spider X nhá. Một màn hình 27 inch và độ phân giải 4K như thế này, trên tấm nền IPS chúng ta có là 100% giải màu sRGB, 82% Adobe RGB, DCI-B3 thì đạt là 83% và độ sáng ở đây đạt là 346 nit. Lệch màu chủ yếu thì sẽ tập trung ở phía góc trái màn hình và độ lệch màu ở đây thì cực kỳ thấp với delta nhỏ hơn 1. Cụ thể con số ở đây các bạn có thể thấy là 0.74. Và sau kết quả test lần trước ở BA278QV 27 inch với độ phân giải 2K thì độ chênh lệch màu của bạn ấy là 1.24. Và vậy là theo những cái kết quả mà mình vừa test ở đây thì nếu như các bạn đang muốn lựa chọn một chiếc màn hình 4K rồi cái điều kiện tiên quyết đó chính là về độ chuẩn màu tốt xuất sắc thì chắc chắn là BA279CV sẽ là cái sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các bạn rồi. Mà ngoài việc để phục vụ cho công việc là chính yếu thì các bạn hoàn toàn có thể giải trí trên chiếc màn hình này bởi những cái tính năng hay ho mà trên chiếc BA279CV này được tích hợp, đó chính là cái phần loa ở mặt lưng sau. Thực ra thì với cái loa tích hợp trên màn hình như thế này thì các bạn cũng đừng quá khắt khe về cái chất lượng âm thanh của nó phải trong trẻo tốt ra làm sao, mà ở đây thì sẽ nói chung phù hợp hơn với những bạn nào mà dễ tính một chút, chỉ cần nhu cầu giải trí như là xem phim hay là nghe nhạc tiện lợi luôn ngay trên chiếc màn hình này thì mình nghĩ đây thực sự là một cái option đáng giá để anh em có thể sở hữu. Nói chung là để đỡ hơn việc chúng ta sẽ phải bỏ ra một khoản chi phí ngoài để có thể mua loa. Rồi, và cuối cùng thì về phần mức giá bán của chiếc màn hình này thì hiện tại đang được bán tại Hà Nội Computer với mức giá là 13.499.000 đồng. Thực sự mình thấy đây không phải là một mức giá nhỏ so với cái người tiền nhiệm trước của mình là BA278QV với mức giá là gần 9 triệu đồng mà thôi. Nhưng mà ở đây thì dù gì chúng ta cũng sẽ được sở hữu một chiếc màn hình với độ phân giải là 4K đúng không nào? Nên là cái này thì sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cũng như là cái túi tiền của anh em có dùng gì hay không để có thể sở hữu chiếc màn hình này. Còn bây giờ thì cũng kết video rồi. Với những cái đánh giá của mình rồi những cái bài test của mình ở trên thì anh em thấy chiếc màn hình này sao? Có thể cùng comment xuống phía bên dưới để bọn mình được biết với nhé. Cũng như là đã xem tới đây rồi thì cũng đừng ngần ngại để lại một like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho chúng mình ra thêm những video mới trong năm 2021 đầy thú vị này. Còn bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.